hôm nay là ngày rằm mùng 1 thì gia đình chúng tôi có đến chùa Sư Cô Mái Ấm Minh Tâm ở Hóc Môn. Vì hôm nay là ngày rằm thành ra có mặt đầy đủ các em ở chùa, nếu không thì giờ này các em được đi học hoặc là ở các trường học nghề. Tuy là các em thiếu vắng sự ấm cúng của gia đình, nhưng nhìn sự lo lắng yêu thương của các cô, chúng tôi rất là hạnh phúc cho các em. Cháu bé được vào Mái Ấm Minh Tâm ngày hôm nay, tuy nhìn cháu chỉ khoảng 1 tuần tuổi. Bước ra, 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 bước
giá, giỡn giá. Vừa nghe thằng nào mà về đang bàn bữa bà. Bây giờ mấy đứa lên chỗ mà Thanh lên lau nước con. Xin bỏ lòng đen cũng như bà thảo đi tẩu mày bỏ cho mày bỏ cho con có tiền có chồng đâu con bỏ thân bà đi bà con thả đi lấy mẹ con bây giờ đâu cũng ngủ luôn dễ lắm nè mẹ thế gian tốt tươi mát nghe người phương thắng nhà dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát dân gian lại phân quán cả gia đình hướng lao đến chùa sư cô quá bớt gia đình chúng con xin chúc các cô ở chùa có nhiều sức khỏe và đầy đủ nghị lực, lòng yêu thương giúp cho các cháu trên bước đường tương lai. Nam mô A Di Đà Phật. Cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi, Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con ra. Cho con con được sống đời xinh tươi.